Tôi vẫn tin thần tiên, cô ấy trông thật duyên, trước giờ vẫn đi từ thiền. Gạt bình yên, cô ấy đi thường xuyên, cô ấy tên Thủy Tiên, bao người dân nhớ ơn. Kiên Giang, cô đã sinh thành, cô lớn lên rồi vô Sài Gòn sau. Giờ cô là ca sĩ, nữ diễn viên và cô là nàng tiên. Anh Lê Công Vinh trong lần duyên bắt gặp, hai người quen mặt rồi hẹn hò, gần xa cũng vui trò đôi uyên ương. Hai người nên kiếp vợ chồng từ sau 6 năm quen. Bao năm trôi qua khi về chung mái nhà, anh chỉ bao lần làm từ thiện, tình thương bước lên trên bao tai ương. Anh chỉ đi giúp nhiều phần đời chúa xót thương đau. Miền Trung trong mấy hôm gần đây, mưa lũ gây thật gay, dân tình sống trong cơ cực. Chị Thủy Tiên do quá thương bà con, bao khó khăn chẳng run nên chị vô đó luôn. Gan chi, gan rửa chi nờ, thao thức đêm dòng quyết định làm ngay. Chị thương miền Trung quá, lũ vẫn đang còn vẫn vào miền Trung. Người dân tin rất tin chị Tiên, nên biết tin chị đi ít nhiều góp chung từ thiện. Chỉ vài hôm hơn cả 100 tỷ luôn, mang gấp cho bà con đây tiền đây thức ăn. Cô Tiên gian khó không màng, trong lúc đi thuyền tì thì lật luôn, mà đâu nào để ý bởi biết bao người đang cần chị vô. Đầu riêng năm nay ngay từ xưa vẫn vậy, tin chị đi nhiều từ thiện nhiều, miền Tây tháng ba hải thiên tai qua, khô hạn xong đến ngập mặn chỉ mang nướng vô ngay. Hãy tin công ty trong Bình Dương phá sản, bao người công việc tiền chẳng còn, mà ngay Tết nên ai ai hoang mang, may chỉ tiền giúp mọi người về ăn Tết ngon hơn. Ngày xưa đi bắt con cầu qua, chi cá 100 triệu ra anh chị giúp Kiên Giang vì. Nhìn học sinh đi té cây cầu con, xong ướt bao lần luôn nên chị Tiên thấy thương. Xưa nay đi giúp bao người, em chúc anh chị có nhiều niềm vui. Và như người ta nói với nhau chị chính là nàng tiên. Thiết bị chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu tại Việt Nam.